mình sốt về bên Nozia đó, nó chống server đỡ lag hơn á, đập đồ vào kiểu này thật toang rồi. Phát này mà xịt nữa thì đúng bó tay luôn nè. Rồi hai này làm một phát lên đi cho đẹp trai xíu nào. Một này, hai này. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên game mua Season 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì mấy hôm nay không có stream được. Hôm nay bận quá. Đồ đạc của mình thì nó vẫn y chang như mấy hôm trước nha anh em ơi. Nghĩa là mình chưa có úp được gì lên. Win thì vẫn chưa kiếm được win mana lot. Thì hôm bữa mình đổi cái đồng xu này thì may là cũng đổi được hai đồng. Hai cái nguyên liệu để xoay win. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm một bữa cuối nữa là xoay win mana lot. Thử xem là ngày hôm nay may mắn không, hay là nó vẫn giống như mấy ngày trước. Lần này mình xoay lần này nó không được nữa là mình đi mua luôn. Đấy. Thì nguyên liệu thì mình chuẩn bị win với lại đồ mà theo lần nữa rồi. Mình sẽ cắt vào đây. Xem mồi giống như mấy hôm trước. Thì bên server này á bây giờ là người ta không có admin, nó không có cho treo bán đồ ở trên 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 các cái map khác nữa, và nó chỉ bán đồ ở cho bán đồ ở Logentia thôi nha. Nghĩa là tất cả phải treo bằng offline hết. Nghĩa là tất cả đây là phải dồn về Logentia để treo, không được treo online ở các map khác. Đấy. Thì bây giờ anh em nó về dồn về đây nó treo rồi, cho nên các cái map giống như Nozia với mấy cái AWS hay là tốt không hay là Atlan chỉ là không còn shop để treo nữa. Thì bây giờ mình sẽ về mình test nhân phẩm. Thì test đồ này chắc mình không úp lên 13 nữa đâu, còn ba món này, nhưng mà hôm nay mình sẽ mồi bằng cái này, nó lên 11 đó, lên 11 xong rồi mình sẽ, nếu mà không lên được là mình sẽ xoay win nha. Đây chào, đây chào ra cái đó, mấy ngày không có like được, hy vọng hôm nay sẽ may mắn. Tối nay mình sẽ gom ít đồ để làm mày event cho anh em nha anh em ơi, gom đồ và boss đấy. Boss là mình sẽ tặng anh em mới. Với lại vũ khí dòng của mình cũng khá là nhiều. Để tối nay mình dồn hết lại, mình em nọc cần là mình cho. Rồi. Bây giờ là đập cái áo nha. Đập cái áo. Sẽ đập lên được 11, còn không nếu mà lên 11 không được thì mình sẽ chơi win. Đây. Áo này. Pha này xịt chắc phải đập lên một pha nữa. Lại có thanh niên báo mình xịt rồi. Phải đái thật. Rồi lên. Mình báo rồi, nhiều khi mấy cái đồ mình mồi á, mấy cái đồ mình mồi là hay lên lắm. Thường thường chứ mồi món nào là nó lên món đó, còn cái khi mà mình tập chú tâm đập á thì nó lại xịt ai đái thật. Đây đó, nhìn cái bó xịt mà mình nghĩ pha này nó lại lên, pha này mà xịt là đẹp này. Bây giờ mời một phát thôi, không mời nhiều. Xịt xoay win luôn, xịt xoay win luôn. Bây giờ mình không mồi nhiều nữa, mồi nhiều nó hay bị toang lắm, nó hay bị rối loạn tiền đình anh em ơi. Cho nên là mình sẽ mở phát đây. Đây. Thì mình lấy cái vũ khí dòng mà nó có hai hai tự ọp đấy.
để mình đập cho nó tỷ lệ cho nó hệt cao. Đây. Điện rồi, kha kha kha. Bái đái mấy ông thần này thật. Rồi. Một. Bốn lần nha. Một nè. Hai nè. Mồi nhiều nó bị lọn anh em ơi. Nên mồi một phát, một một về là đẹp rồi. Nào. Một. Anh nhìn kia thấy mình mặc áo đen là báo xịt rồi, kha kha kha. Bái đái thật. Một nè. Hai nè. Ba này mình có linh cảm là lên. Một. Lên đi em ơi, lên đi em ơi. Một nè. Hai nè. Ôi. Tao phát cho rực rỡ coi. Một này, hai này, ba này, lên. Ôi, để lâu, để lâu, để lâu. Toang rồi. Để lâu toang luôn rồi anh em ơi. Một phát đi lạnh bút rồi. Đây 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 đây. Làm thêm một phát nữa. Bây giờ nó không có dồn shop về bên Nozia, nó chống server đỡ lag hơn á. Đập đồ vào kiểu này thật toang rồi. Phát này mà xịt nữa thì đúng búa tay luôn nè. Rồi. Hai này. Làm một phát lên đi cho đẹp trai xíu nào. Một này. Hai này. Ô ông kia ông xịt. Một. Hai. Đây, căn ba lần thôi. Căn ba lần thôi. Mình đánh lừa nó, mình đánh lừa nó. Nhưng mà thực chất là mình bốn lần mình với táng. Đấy. Win luôn rồi, win DL luôn rồi. Ôi ôi. Kha 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 kha. Ngon lành chưa, ngon lành chưa? Để con nào, để con nào. Lúc mà là lót, lúc mà là lót, lúc mà là lót nào, coi chuẩn bị nào, anh em chuẩn bị nào. Sợ cái này, đừng có sợ cái này, nó không có lúc. Ôi. Nhìn mà móc lên sợ cái này, nó búa tay luôn, búa tay luôn. Ôi. Lại Ngọc Trinh nha mày, lại trắng Ngọc Trinh rồi. Ăn thế. Bán luôn bây giờ. Lên được win, canh canh đúng ngon á. Canh đúng ngon. À lên lại cũng căng bạch tạng. Chắc lần này ngưng nữa thôi anh em ơi. Không thể nào mà ra Manolot được. Nhưng mà lên là có lời. Lên hai phát mà lên được một phát là có lời đấy anh em ơi. Bán luôn. Đây mình đập cái này lên lại đây. Bán 8 mét luôn. Mua không đấy xúc luôn nè. Ấy tối đập đồ.
Vậy mai mua. Rồi để mình rồi. Mình cho cái này nó lên 11 lại luôn nha. Nói chung là ra được một cái cũng được rồi. Đỡ gạt lại. Rồi, để mình đi mình đập cái này lên 11 thử xem dựng lên được không nha. 1m6 cho lên 11 luôn. Bây giờ WeCoin nó cũng rẻ lắm anh em. Không quen biết thì mình bán rẻ rẻ chút xíu còn xịt này. Ôi xịt thiệt kìa, ông kia ông đứng xịt xịt kìa. Lúc nãy ông xịt xịt mà mình còn lên được một cái win mà. Xịt còn lên được một cái win mà. Tối nay nha, tối nay mình có ăn gì cho thanh niên này cũng đập đồ, gặp thanh niên này đứng để chọc mình nhưng mà lại gặp thanh niên kia đang cay ai đái thật. Hai thanh niên ai thanh niên này rồi. Chọn nhân vật lại cái đã, nhân vật lại là mình táo là lên 11 đó. Đây cái này phải căn 3 lần đó. Đấy. Đấy. Pha này này, pha này lên 11 này. Lên 11 rồi mình táng nó lên đấy thôi. Cái này đập đồ nữa. Nó về về cuối game mình đập đồ, tỷ lệ nó đã giảm rồi mà mình đập nó còn đen đó. Một này. Hai này. Một. Hai. Ui. Nào coi nào coi nào coi nào coi nào. Ôi để lâu là có mùi thum thủm rồi. Cứ phải bình tĩnh thôi. Thum thủm. Biết ngay mà, ngay mà là còn ham rồi, ham rồi. Ui hai ba thanh niên đứng đứng kìa, vai đái luôn đấy, hai ba thanh niên luôn, ô tài, mấy thanh niên đứng 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 đứng, chủ cho mình xịt, ô tài luôn, rồi, lệ nó xịt ghê thật. Tỷ lệ xịt ghê quá. Đó. Rồi. Hai ba thanh niên luôn. Sợ thật. Rồi. Gặp ông nội gì kìa. Đái luôn. Đồ cũng không in với mấy cha nội này nữa. Đến quỷ luôn. Làm cho hai món lên tối đâm nhau cho nó phê chút xíu nè. Tối nay phải đi săn vui đối địch mới được. Tối nay đi săn vui đối địch. Lên 10 lại này. 10 với 11 cách nhau có hai cái click à.
Nó nhảy đi nhảy lại, nhảy đi nhảy lại, nhảy đi nhảy lại đó, nhảy đi nhảy lại. Có bảo táng luôn đi, được win rồi. Cái win là ngày hôm nay cũng tự tin hơn rồi. Ôi đừng, xin lỗi, em không chưa tự tin, em chưa đủ tự tin đâu. Còn có 900 quy coi kìa, 900k kìa. Ôi cho lên 11 lại đi mà, cho lên 11 lại đi mà. Rồi thôi, cần phải chọn nhân vật nhân vẹt hết á. Có bảo táng tiếp phát nữa này, nhanh gọn xúc tích này. Rồi nhanh gọn xúc tích này, một không kiếm boss xịt 11, cho xịt 11 bít ngay. Ô xịt tuyệt kìa, xịt tuyệt kìa. Ô thôi, ô tài luôn, ô tài luôn rồi. Ôi đập win luôn, đập win còn đi đập đồ nữa, thịt chịu luôn. Tên quỷ luôn, còn hai cái bùa, mua hai cái bùa luôn nè. Lên được quát này, lên không lên được thì tối bán win nhờ đập nè. Rồi, thế là còn thiếu một bùa nữa này. Một bùa thì cộng 10 bùa, một bùa thôi. Cộng 10. Ôi, mấy thanh niên. Đến quỷ mấy thanh niên này rồi. Đứng ám mình cho bằng được luôn. Rồi. Ô cái tỷ lệ kìa. May lúc nãy mình mồi cái win sớm đấy. Mồi cái win sớm đấy anh em ơi, chứ không là toang rồi. Mồi lâu lâu chút xíu là anh em thấy toang không? Mồi lúc đầu một hai phát lúc đầu là mình dễ ăn. Hai phát liên tiếp là tăng win là được. Tăng win là được. Thôi lên 10 đi. Lên để 10 tạm đi. Để cộng 10 tạm đi. Rồi tối tính tiếp. Chung là được cái win này là ngon rồi. Win này bây giờ mình bán 10 mét quy coi. Được. Rồi. Video này mình xin kết thúc tại đây anh em ơi. Gặp lại anh em tối nay sở chim mình làm event tặng anh em nhà đồ nha. Thôi bye bye mọi người nha. Các anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.